Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HNT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng. Và HNT thì vẫn nhận mở các gói VIP trong game nha. Anh em nào muốn mở các gói VIP trong game có thể liên hệ bên mình. Mình nhận mở về cái giá thì cái giá trong game kèm theo một phí nữa nha mọi người. Mình mở thì có hóa đơn đàng hoàng cho nên các bạn không có lo là nhà phát hành ban đó là khóa nick của các bạn nha. Ở đây thì anh em mình đang đến với cái khu vực đi làm nhiệm vụ nha, khu vực list, và chúng ta cần win 2 trận nha mọi người. Săn tay áo lên và bắt đầu chiến thôi nào. Ở đây thì anh em mình sẽ đến với là những cái bé rồng khá là cute. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ đến với thành viên là Harris, bé voi đi. Và một cái nhân vật đặc biệt nữa thì chắc có lẽ là tập này anh em mình sẽ ưu tiên một cái thành viên thuộc hệ đó chính là ma cà rồng. Bé này là ma cà rồng băng nha mọi người. Đấy, ra rất là lâu rồi nhưng mà được rất là nhiều bạn yêu mến ha. Và mọi người thích mình review về bé rồng nào thì đừng quên để lại bình luận bên dưới video để chúng ta sẽ review theo yêu cầu của mọi người cho vui nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mang cái bé gọi là ma cà rồng ra và cho nó thể hiện những cái kỹ năng của bé ấy nha. Nhân vật này của chúng ta thì nó sẽ có là 4 chiêu và 2 chiêu đặc biệt. Một chiêu là hút máu, chiêu đầu tiên là chiêu băng, chiêu thứ hai là chiêu nước, chiêu này là lấy máu tăng sát thương. Đó, gây ra một cái lượng sát thương gần 200.000 nha mọi người. Với kỹ năng hút máu thì sẽ bế hẳn cái lượng máu của team bạn đem về cho anh em mình. Đó, gây sát thương bao nhiêu là bế bao nhiêu máu nha. Wow, victory. Hiện tại thì maximum là level 70 rồi và 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho HNT một lượt đăng ký cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với nha. Wow, bây giờ thì chúng ta lại đến với thành viên cute này nha. Sở hữu sức mạnh đặc biệt của dòng ma cà rồng, kỹ năng hút máu. Wow, 196. Quá ghê gớm nha. Ở đây thì anh em mình đang có sát thương nhân 2 và kỹ năng đặc biệt thì mình thích xài hơn nha. Đó, 172. Mặc dù là lấy máu để tăng sát thương, nghĩa là anh em mình sẽ mất một cái lượng máu để có thể tăng cái lượng sát thương gây ra cho team bạn. Nhưng mà cái chiêu này mình rất kết nha. Nó giúp cho anh em mình gọi là kết thúc đối thủ trong vòng 1 nốt nhạc. Ôi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa. Ui, tên bạn vàng 5 sao nha. Wow, bé này thì có 20 mấy ngàn máu thôi. Mấy con này giống như là nó phủi bụi mình vậy. Ôi, nhưng mà cái con 5 sao này thì hoàn toàn khác biệt nha. 5 sao các bạn à. Đó, mấy cái dòng mà 5 sao thì các bạn biết khá là khoai nha. Rồi, ôi ôi, victory. Lụm rồi là nhẹ nhàng ha. Khu vực tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là Arena và chúng ta cần phải win nha mọi người. Kèm theo đó thì chúng ta đang cố gắng đua top cái khu vực Arena này luôn. Hiện tại mình đang nằm ở vị trí là hạng 4 nha, 62 điểm. Wow, ở đây thì mười mấy tiếng nữa anh em mình mới chiến được cái vòng quay. Ôi, tem này có vẻ hơi chất lượng nha. Anh em mình sẽ ưu tiên cái thành viên thuộc hệ là ma cà rồng nha mọi người. Đây, hôm nay mình muốn review cho các bạn xem về cái nhân vật. Cái nhân vật chính của anh em mình, cái nhân vật đặc biệt nha. Săn tay áo lên và bây giờ đi chiến rồi nào. Let's go. Ôi, thành viên này là Heroic. Và đây là một cái bé Heroic VIP. Đầu tiên thì anh em mình sẽ đi phá nhẹ cái giáp. Sau đó thì chúng ta sẽ tính tới cái là lấy máu để tăng sát thương. Đó. Ôi, mạnh mẽ dữ. Rồi, pha này anh em mình sẽ đến với lưỡi hái tử thân. Wow, kỹ năng đánh lan khá tốt nha. Đây là Heroic Kamas. Rồi, anh em mình lần này sẽ nhờ đến là tuyệt chiêu hút máu đại pháp đến từ nhân vật ma cà rồng. Bình tĩnh coi nào. Wow, tên bạn vẫn còn miếng máu ha. Rồi, hồi sinh trở lại thêm một lần nữa kèm kỹ năng bơm máu. Ui chà, vẫn đang cố gắng bế anh em mình. Bé này thì nó cũng khá là trâu và kỹ năng miễn nhiễm sát thương sẽ giúp cho cái thành viên Karma đó là nó trở nên bá đạo. Khi mà nó miễn nhiễm là lượng đam nó sẽ được tăng gấp đôi nữa nha mọi người. Wow, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là thành viên đó chính là bé voi. Nhân vật này của mình thì hiện tại thuộc dòng là Heroic và con này phải nói rất là mạnh nha. Sức sát thương của nó gây ra được tăng gấp đôi đối với thành viên chiến binh là Watum đến từ team bạn nha. Con này hiện tại là level 70 rồi. Wow, cái lượng máu nó đang được búp thêm đó là 42% nha mọi người. Và lượng sát thương tăng thêm là 33%. Đó, các bạn thấy cái dòng này thì nó cũng khá là mạnh ha. Victory. Đầu tiên thì anh em mình đã vượt qua được cái cửa ải đầu tiên ở cái khu vực này rồi ha. Đội hình tiếp theo anh em mình sẽ gặp sẽ là một cái team cũng khá là hậu báo luôn. Đây, đầu tiên là sẽ đến với là bé voi. Nhân vật này thì level 70 maximum rồi ha. Ở đây thì đã được trang bị thêm là 3% hồi sinh kèm thêm 9% sát thương được tăng thêm nha mọi người. Wow, thành viên tiếp theo thì là 3% hồi sinh kèm thêm 3% là sát thương. Có cái nhân vật cuối cùng Harris Arcana, con này thì được ưu tiên thì tăng máu và tăng sát thương là 9% nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cái trận chiến này nha mọi người. Mới vô thì anh em mình sẽ tận dụng cái cơ hội đến từ thành viên, đó chính là bé voi. Ở đây thì cái nhân vật bé voi này của mình nó là có cái skin nữa, cho nên là nó sẽ được thêm một lượt đánh. Chỗ này thì anh em mình có thể kích hoạt được khả năng knockout đối thủ và bế hẳn tem bạn. Nhưng mà ở đây tem bạn thì nó có cái hồi sinh, cho nên nó sẽ trở lại thêm một lần nữa. Kèo này thì nó cũng sẽ khá là khoai ha. Rồi tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là lưỡi hái tử thần. Em này thì hiện tại cũng đang là maximum level là 70 rồi. Wow, với cái lượng máu được búp lên tới là tầm khoảng 573.000. Lượng sát thương gây ra của tem bạn thì đã kéo hơn nửa cái máu của mình rồi. Tính ra là cái nhân vật này nó cũng khá là trâu nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt của dòng, đó chính là ma cà rồng. Ở đây thì mình đang có được đó là kỹ năng hút máu của mình nữa nè. Rồi chỗ này chúng ta sẽ đến với là bé voi nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta sẽ kích hoạt nhẹ cái chiêu đặc biệt nè. Rồi hồi sinh trở lại thêm một lần nữa thì anh em mình sẽ đến với là lưỡi hái tử thần đi. Em này cầm một cái lưỡi hái nhìn cũng rất là đẹp luôn. Nhân vật cuối cùng của team bạn thuộc dòng là Arcana. Con này nó có cái kỹ năng gọi là đánh lan khá là ghê và kèm thêm là hiệu ứng hút máu nha mọi người. Không phải hút mà này là nó búp máu nha, nó búp một cái lượng máu cũng khá lớn ấy. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với thành viên nào đây? Cả ba thành viên của mình lượng máu đều bị tuột ở một cái mức khá là thấp hết rồi. Wow, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với là vẫn chưa hồi lại chiêu xong các bạn ơi. Ca này chúng ta có thể chơi cái trò là hút máu để kéo một cái lượng máu của team bạn về cho anh em mình sử dụng ha. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với là tuyệt chiêu đặc biệt của dòng Heroic bé voi. 157.000. Đây là một cái lượng máu gây ra cũng khá lớn nha mọi người. Sát thương của anh em mình đã được búp thêm tới 60% để có thể gây ra được cái lượng sát thương như vậy ha. Wow, ở đây thì chúng ta sẽ đến với là ba thành viên tiếp theo. Ôi, sức sát thương lên tới là 90%. Đây là nhân vật thuộc dòng đó chính là ma cà rồng. Bé này thì ma cà rồng Gold với lại là ma cà rồng nữ hoàng nha mọi người. Lượng máu bé này lên tới là tầm khoảng là 600. Wow, tăng tới 90% lượng máu, 90% lượng sát thương luôn mọi người ơi. Nhân vật này là mình thấy khá là khoai nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ ưu tiên tuyệt chiêu của bé voi và tận dụng hết cái khả năng của cái nhân vật này nha mọi người. Wow, vị trí này thì anh em mình sẽ đến với là lưỡi hái tử thần đi. Nhân vật này của mình đó thì các bạn biết rồi đó, thuộc dòng là Heroic và nó cũng rất là mạnh luôn ha. Wow, mùa này thì bé này đang khá là được ưu tiên luôn. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với là kỹ năng hút máu của dòng ma cà rồng. Bé này là ma cà rồng băng, team bạn là ma cà rồng Gold, cùng là ma cà rồng nhưng mà đây, team bạn thì được trang bị từ gọi là A đến Z luôn nha. 90% lượng máu với 90% lượng sát thương, các bạn biết rồi đó, hơi tốn nha. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với thành viên đó chính là ma cà rồng băng, lấy máu để tăng thêm cái lượng sát thương gây ra cho team bạn ha. Vị trí này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ giao lưu nhẹ đến từ thành viên bé voi đi. Kích hoạt được khả năng knockout đối thủ rồi nè. Đây là cái kỹ năng đặc biệt của Harris voi nha mọi người. Ôi, ở đây thì chúng ta đang có sát thương nhân 2 nè. Nhân vật này cái lượng máu nó cũng khá là trâu, lên tới là 438.000. Rồi, kích hoạt được khả năng đặc biệt luôn. Qua cửa nha. Ở đây thì anh em mình chưa lên được Master 1 nữa nha. Các bạn phải đạt được 1.000 điểm thì mới được lên cái khu gọi là Master 1 nha mọi người. Anh em mình hiện tại đang mới là 10.000 chứ ha. Ở đây anh em mình được 9.000 mấy thôi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đi phá nhẹ cái giáp nè. Sau khi mà phá xong giáp rồi thì chuyển sang cho mấy cái bé ma cà rồng này đi giải quyết nè. Ôi, 214.000. Đam khá to ấy nhờ. Đây rồi, hai phát liên tục luôn, không phải chứ. Rồi ở đây thì anh em mình sẽ chơi kỹ năng gọi là hút máu đi các bạn. Đó. Ủa nhưng mà con này đam nó hơi khủng nha, 250.000 luôn. Gọi là không dễ dàng tí nào ha. Ai chiêu đặc biệt rồi các bạn ơi. Ma cà rồng của mình đã bị xóa sổ rồi. Pha này thì hơi căng. Tem bạn thì nó có thêm cái lưỡi hái tử thần nữa. Khi mà tem bạn bị hạ gục thì nó sẽ hồi sinh trở lại thêm một lần nữa nha. Wow, anh em mình đang bị ép gọi là khá ghê gớm hen. Kích hoạt khả năng knock out đối thủ nè. Rồi để coi anh em mình chịu được một chiêu là ok. Tiếp theo thì sẽ đến với là bé lưỡi hái tử thần. Rồi, đang gọi là hồi hộp mà rung luôn đây ha. Ở đây thì ôi chiêu này anh em mình thêm được lượt đánh. Khoan, thêm được lượt đánh nè. Ở đây thì kích hoạt khả năng knock out một phát là victory. Ổn nha mọi người. Nhờ thành viên Harris Void của anh em mình mà trận này chúng ta vượt qua được cũng khá là ổn áp luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đổi một cái tem khác. À, tem này thì anh em mình phải tốn tiền mới đổi tiếp được, cho nên thôi mình lụm luôn nha. Nhìn sơ thì với cái lượng máu khá là trâu. Wow, sức sát thương đến từ nhân vật ma cà rồng băng của mình one hit luôn ha. Chỉ có một hit thôi là đã hạ được một con luôn rồi. Lượng đam hơi bị khổng lồ. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đến với lượng sát thương nhân 2 đến từ là Harris Void. À, chỗ này thì mình sẽ đến với là nhân vật đặc biệt đi. Đây. Tem bạn thì con này thuộc dòng L và con Harris của mình chắc là dư sức để có thể chiến đấu với cái thành viên này rồi. Ôi, còn một hiệp nữa nha. Đây đây, tem bạn bây giờ đã có thành viên rồi là ui, hai con VIP nha. Đây, bé Sinful thuộc dòng ma cà rồng. Con này thì có kỹ năng cũng rất là thú vị nha mọi người. Thêm lượt đánh đấy. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ kích hoạt được khả năng knock out nè. Hạ được một con. Và sau đó thì chúng ta còn thêm một lượt đánh nữa. Đó, pha này thì anh em mình sẽ cho là bé lưỡi hái ra lụm nè. Ôi, và đây là dòng Kamat. Ôi, nó sát thương nhân 2 với mình mà nó quýnh 2 lần. Bài hơn 400.000 máu nha. Ôi cái con này trâu thế nha. Rồi bây giờ anh em mình chơi trò hút máu đi. Lấy máu tăng sát thương luôn. Wow. Rồi ở đây thì ôi hồi sinh nó lại. Căng thế nhờ. Rồi lưỡi hái tử thần luôn. Ôi và đây là nhân vật ma cà rồng Gon. Lượng máu cũng khá cao nha mọi người. Nó lên tới 482.000, gần 500.000 máu luôn. Rồi pha này chắc phải hy sinh cái bé lưỡi hái tử thần rồi ha. Đây tiếp theo thì Ôi gõ mình liên tục 2 lần. Wow, con này nó khỏe phết luôn ấy. Rồi, victory ha. Vậy là anh em mình qua được một cửa nữa rồi. Win 6 trận liên tục trong khu vực arena nha mọi người. Đây. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Cũng như like nhẹ video ủng hộ bên mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.